Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online ha. Thì hôm nay giới thiệu anh em một tựa game rất là hay, mới ra mắt trên Steam, miễn phí hoàn toàn và nó thuộc thể loại là nhập vai, sinh tồn cũng như là hành động. Và nó chơi theo một cách đánh thế lược và cũng như là mình sẽ lựa chọn những cái công việc của mình để đi về phía trước, nghĩa là mình sẽ có những hành động lén lút các kiểu và tư duy anh em nhé. Anh em sẽ phải cẩn thận đi qua từng cái không gian tối ha, cho vũ trụ, sau đó anh em tiêu diệt những quái vật, tiêu diệt tụi nó xong nâng cấp đồ, nâng cấp trang bị. Và nó cũng có một số cơ chế của RPG khi mà chúng ta có thể thu nhặt và có hệ thống level các kiểu để cho anh em có thể trải nghiệm, cũng như là anh em đánh những quái vật này anh em cũng sẽ có tiền này, có những cái tài nguyên để nâng cấp bản thân lên này đó. Thôi đó là anh em phiêu lưu những hành tinh mới. Và có một điều đặc biệt là cái con game này hoàn toàn miễn phí trên Steam anh em ạ. Hồi nãy mình đang thấy cái trailer hay quá, mình tải về mình tính làm cho anh em xem đó, thì phát hiện ra là game này miễn phí anh em ạ. Và những quái vật trong đây được thiết kế thì rất là đa dạng, mặc dù nó là game miễn phí. Có lẽ đây là một phiên bản gọi là chơi thử nghiệm của cái con game này, sau này thì nó sẽ ra phiên bản sau. Và game thì chơi cũng khá là bánh cuốn ha. Rất thích hợp với những anh em nào thích cái phong cách gọi là chiến thuật pixel, tư duy một chút và cũng như là lối chơi chậm chậm và mà quyết định đều có thể trả giá, ví dụ vậy đó. Anh em thích thể loại này không? Ví dụ nó giống như cái dòng game mà Commando ngày xưa mình hay chơi anh em, những dòng game pixel đời đầu anh em, khá là hay. Nên anh em nào thích thì có thể tải về chơi thử nhé, mình sẽ để link tải dưới phần mô tả. Mà nói trước anh em nhé, con game này miễn phí hoàn toàn luôn và chơi rất là lâu anh em nhé, cũng được rất là nhiều người đánh giá tốt, tại vì đây là một game hay ha, 2D pixel action ha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau.